Vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức họp báo trực tuyến về hội nghị triển lãm Petro Việt Nam 40 năm hội nhập và phát triển. Triển khai cuộc thi những kỷ niệm sâu sắc về ngành dầu khí tại hai địa điểm là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị và triển lãm Petro Việt Nam 40 năm hội nhập và phát triển của Tập đoàn Dầu khí được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn. Đây là sự kiện có quy mô quốc tế với hơn 80 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tham gia. Trong đó có 15 đơn vị thành viên chủ lực của Petro Việt Nam với 59 tổ chức doanh nghiệp đến từ các nước Đông Nam Á, châu Âu, Mỹ và Australia. Tại triển lãm, những thiết bị công nghệ dầu khí hiện đại nhất được mang tới trưng bày và giới thiệu từ tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, thiết bị đo lường và điều khiển đến các dự án sáng tạo trong xây dựng cơ sở vật chất cho ngành dầu khí, vân vân. Hội nghị khoa học công nghệ quốc tế là điểm nổi bật của sự kiện quan trọng này. Với hai phiên toàn thể là phát triển bền vững ngành dầu khí Việt Nam và đổi mới và xu hướng công nghệ mới trong công nghiệp dầu khí. Cũng tại buổi họp báo, lãnh đạo tập đoàn đã thông báo kế hoạch về việc tổ chức cuộc thi những kỷ niệm sâu sắc về ngành dầu khí. Mục đích của cuộc thi là phản ánh đầy đủ về những kết quả hoạt động của ngành dầu khí trong hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, những đóng góp quan trọng của ngành đối với đất nước.